Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé mặc chiếc váy rất là đẹp này. Dễ thương, hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Mình sẽ tô. Chiếc váy lên màu hồng. Này mình cầm vào vàng nha, hãy theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Mái tóc thì mình lại dùng màu đen. Thank you.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô bé mặc chiếc váy màu hồng rất là dễ thương. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.